Là một cái tròn 200 rồi. 200 rồi, vâng. Trò nhỉ. Chúng đang cầm sẵn tiền này. Không hết đâu. Ôm nhau cái trắng này chứ. Còn 6 kìa em ơi. Còn 6 kìa. Tức là giá xăng lại giảm ạ. Tinh thần của em đầy đấy. Đầy đấy. Xăng tăng lắm. Đâu kia. Ai bắt đứng đây đâu. Đợi xin. Cái này chả công nghệ ABS thì anh đi ghê lắm. 80 thôi. Ờ chỉ đi tầm đấy thôi, chứ còn đi hơn là đường này dân say rượu. Tết nhất say rượu anh ấy đi ghê kinh khủng. Nói chung mình đi vừa phải thôi. Ok anh em nhá. Hôm nay thì mình có một cái chuyến đi ngắn thôi. Đến gọi là đền Mẫu Âu Cơ ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Đấy thì đây vẫn là hôm nay là mùng 3 Tết à? À mùng 4 Tết rồi. Đấy thì mùng 4 Tết chưa biết đi đâu thì là thôi, đi gần nhà vợ có một chỗ gọi là đền Mẫu, mình chưa đi bao giờ mà nghe nói cũng cảnh cũng đẹp. Lại có một người anh em trong đội nhưng mà quê cũng ở đây. Đấy dẫn đi. Ok anh em nhá. Ui. Lâu lắm rồi. Em biết là nhỏ anh mấy lần về nhà vợ rồi. À. Anh. À chụp ảnh cái này đi. À, ok. À, không chụp ở đấy cũng được nhưng mà chụp tình cờ qua đây à? Thôi em đang đi liên hoan lớp. Nét chưa? Đủ nét chưa? Được rồi. Anh nghĩ là nét rồi đấy. Ừ. Oppo nó ok mà. Vâng. Năm mới chúc sức khỏe anh nhá. Rồi ok. Chúc em năm mới học giỏi nhá. Vâng. Vẫn đang học lớp 12 à? Không, năm em năm nhất ạ. À, năm nhất à? Em đang học giống thì nói đi năm mới chúc em thành công nhá. Vâng. Ở trên sức khỏe. Đi học lớp à? Học lớp cấp mấy? Về em học kiểu lớp 12 cứ. Ờ ok. Đi cẩn thận nhá. Vâng. Mà không có mũ à, mũ bảo hiểm đây rồi ok. Rượu bia chứ. Ờ, không có rượu bia, rượu nhẹ tí nhá. Vâng. Anh đi đường ở quê mà thấy anh em đi không mũ nón gì với cả rượu bia ghê quá. Vâng. Ờ. Tiết chế nhá. Vâng ạ. Ờ. Anh từ đây lập thôi anh. Ờ anh từ đây lập đây. Vâng. Ờ. Cho 10 phút được không? Rủ lấy ông vào đấy nhá. Thì đồ chạy lên tận đây khổ. À không, chạy mấy khi về anh chạy lên đường mua đường tí mà. Ừ. Chứ giờ bảo chạy xe khổ thì anh chạy chậm nhá, con em không theo đâu. Ừ, anh chạy chậm thôi, đường xá đây anh không chạy nhanh đâu. Ừ. Anh sợ. Anh sợ lắm. Ờ mình đi nhá. Thank you.
anh em nhá. Hôm nay là lần đầu tiên mình được về đền Mẫu. Đấy, mặc dù quê vợ ở Phú Thọ ấy, nhưng mà hôm nay mới biết là ở đây có một cái ngôi đền cũng rất là được nhiều người dân họ và sùng bái. Đấy, chắc là nó rất là linh thiêng đúng không? Đền Mẫu Âu Cơ nhỉ? Em nhỉ? Đúng rồi ạ. Âu Cơ, mẹ Âu Cơ là với cả Lạc Long Quân ấy. Đấy, mình cũng hiểu chút vậy thôi. 50 người con lên rừng, 50 người con xuống biển. Thì đây là đền để thờ người mẹ đã dẫn 50 người con xuống biển. Đấy, anh nói đúng không? Đúng rồi. Quá chuẩn luôn. À? Em người Phú Thọ em có hiểu nhiều không? Hiểu nhiều về đền này không? À, em thì cũng không hiểu lắm. Nói chung là ở đây nhưng mà đền ở đây nhưng mà cũng chỉ gọi đi chơi qua ở đây thôi. Đúng rồi, thực ra thì anh ở Hà Nội. Anh ở Hà Nội nhưng anh có biết đến 36 phố phường đâu. Anh còn chả thuộc đường 36 phố phường luôn. Mặc dù hiện tại đang dịch Covid nhá, nhưng mà người dân họ cũng không ngại đâu. Đây anh em nhá. Chỗ này là cổng của đền Mẫu đấy. Cho cháu cái khẩu trang. Rửa tay đi con. Anh rửa tay đi. Đây đây. Con rửa tay đi. Mình thì không hiểu nhiều về kiến trúc đền chùa lắm đâu. Nhưng mà thấy ở đây thì nó cũng rất là cổ kính đấy. Chắc là có từ lâu đời rồi. Con em đến từ đâu nhỉ? Em ở trong Yên Lập. Em trong Yên Lập ạ. Yên Lập ạ, Yên Lập. Thế là cùng chỗ anh luôn ạ? Vâng. Ra tận đây à? Ra tận đây chơi à? Vâng ạ. Thế đi xe máy à? Vâng, em đi trước anh một tí rồi. À, thế hôm nay là cũng trùng hợp gì? Vâng. Trùng hợp ra đây gì? Ờ, được rồi, thế thì anh cảm ơn nhá. Rồi, chúng em tết nhất đi đứng cẩn thận nhá. Xin được kính chúc quý khách một năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Xin chụp với anh nhá. Vâng, anh xem kênh anh à? Vâng, em có biết đấy, em nhìn quen. Anh đi thỉnh thoảng. Thế em ở đây à? Vâng, em người Phú Thọ này. Nhưng mà ở huyện nào? Em bên Hạ Hòa. Hạ Hòa ở ngay đây nhỉ? Vâng. Thế thì thôi, mới chúc em sức khỏe nhá. Dạ, con xem được chưa? Còn tại không? Ờ, chào em nhá. Ok em nhá. Năm mới học giỏi nhá. Qua đi với các bạn đi. Đeo khẩu trang mà anh em ở đây cũng nhận ra. Nếu mà phan cứng là dễ nhận ra. Ok các anh em, đấy, đã đến lúc Nam Vu phải ra về rồi. Hôm nay chỉ là một chuyến đi ngắn thôi. Như kiểu khai xuân đầu năm mình cũng không đi dài, chỉ đi từ Yên Lập đến Hạ Hòa. Đấy, cụ thể là qua đền Mẫu Âu Cơ. Nó thì đi với mấy anh em cùng quê. Thì cũng không có gì nhiều, thì xin chúc các anh em một năm mới luôn thành công và tràn ngập may mắn. Đấy, ok, và bây giờ thì xin chào mọi người. Xin chào. Quay gì đây em? TikTok à? TikTok để dọc ra. TikTok.